Quang Bảo và Edwin xin được chào mừng các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện Phim Cuối Tuần. Các bạn thân mến, và cứ vào cuối mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau và trò chuyện về rất là nhiều những cái chủ đề liên quan tới cuộc sống. Và ngày hôm nay chắc chắn sẽ lại là một cái chủ đề thú vị và đôi khi nó cũng làm cho chúng ta rất là hắc não nữa, đúng không anh Andrew? Không những người Việt Nam mà người nước ngoài nữa. Đặc biệt là người nước ngoài. Đặc biệt là người nước ngoài. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ hai đội hình của ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ đội hình đến từ Việt Nam. Chúng ta sẽ có anh chàng cơ trưởng một cuộc đẹp trai, Quang Đạt. Cô nàng diễn viên xinh đẹp Thùy Anh. Người mẫu Tuấn Kiệt, MC Kiều Ngân, ca sĩ Em À. Bên kia là nhà sản xuất âm nhạc mà cũng là một chàng ca sĩ, Bảo Quân. Về phía người nước ngoài, Linh đến từ Nam Phi, Ryan đến từ nước Mỹ, Sejun đến từ Hàn Quốc, Danessa đến từ nước Mỹ, Nam đến từ nước Séc, Uzi cũng đến từ Hàn Quốc. Và như thường lệ thì trước khi mà chúng ta biết được chủ đề ngày hôm nay là gì, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến một cái phần khá là thú vị, đó chính là lớp học tiếng Việt căng thẳng. Em muốn ăn hả? Em không thích cái này. Nhiều người nói cho em khi ăn cái này nhiều có đực nhiều. À thế à? Good. Hello. Cậu này là ai? Là bạn trai à? Bạn trai à? Có phải là bạn trai không? Bạn trai mà. Bạn trai. Bây giờ là 30 rồi. Một cô chưa trả tiền nhà. 6 tháng là cô chưa trả tiền. 6 tháng hả? Trong khi đó là tôi biết là mẹ có đưa tiền cho cô để cô trả, mà lại không đưa tiền đó cho tôi. Và tiền đó thì em gửi cho anh qua tài khoản mà. Chứng minh đi. Thì đấy thì có cái đây nha. Anh rồi, ở đây không có mạng. Có mạng. Thế nào cũng nói được hết à? Cái này là gì? Cái đó là kẹo. Kéo kèo. Bò. Con. Con. Không phải, cái là kèo. Ba con. Ba con xoái, ba con xoái, ba con xoái à? Thì cái này là kèo ba con sáu. Ba con sáu à? Đó. Tôi cũng là một người mà có thể gọi là rộng lượng, có lòng vị tha. Ok. Vị tha là gì? Là có thể tha thứ cho người khác khi mà có lỗi. Tha thú à? Nghe nói là cô cũng có học tiếng Việt đúng không? Ừ, dạ đúng. Và bạn này cũng có học khóa tiếng Việt đúng không? Nếu mà hai bạn có thể đọc mấy cái câu này tiếng Việt mà không có vấp váp gì hết, là sẽ cho cô nợ thêm một tháng nữa. Trả tiền một tháng nữa hả? Nợ tiền nhà thêm một tháng nữa. Okay. Khi chúng ta đọc câu này tốt, anh trả cho chúng ta một tháng nữa hả? Không, anh cho em cho một em tháng nữa. Ok, em đọc tốt lắm luôn. Thế à? Ok. Con cá rộng rụng rực trong rõ rêu rắc rắc. Giỏi nghe. Con cá rô. Con cá rô. Con cá rô. À, con cá rô. Con cá rô. Con cá rô. Dùng gì? Ok. Trong rổ. Trong rổ. Rèo róc rách. Ok, em nói nó một lần. Okay. Con cá rô dục dịch trong rổ rèo róc rách. Trong rổ, rèo róc rách. Trong rổ, rèo róc rách. Ok, cũng được. Ông bút chưa bồi cấm bủa đuôi chuột. No. Chết rồi. Một con rồng. Anh có một cười nha. Ok. Một con rồng lồn. Hai. À đấy. Anh nói cho em cái này là gì? Lồn. Lồn. Lồn.
giống lộn lộn lộn. Ok, một con rồng lộn, hai con lộn rồng lộn lộn lộn, hai con lộn rồng rồng rồng. Ok, một con rồng lộn, hai con lộn rồng. Nãng lẻ lén nùi là ai ngược nào lông. Nắng lẻ là lẻ nắng hả? Lẻ nắng à? Nàng lê trái cây lẻ hả? Lên núi lấy nước nấu lòng. Lính lẻ lèo lên dầu lầy lửa lẻ lầy. Ok, lộn 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 lầy lèo lên lầy lầy. Đọc lại đi. Lính lẻ lèo lên đầu lầy lưỡi lè lấy lộn lại lèo linh lấy lại. Bây giờ là hai bạn cũng phải đọc nhanh. Con cá rau dục dịch trong giỏ réo rót rách. Con cá rau dục dịch trong giỏ réo rót rách. Con cá rau dục dịch trong giỏ réo rót rách. Ông bụt chùa bùi cầm bùa đuổi chuột. 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 Nàng le lên núi lấy nước nấu lòng. Nàng le lên núi lấy nước nấu lòng. Nấu le lên à, nàng le lên núi lấy nước nấu lòng. Lòng à để nàng le lên núi lấy nước nấu lòng. Lòng lòng ông như con ông là ông như con ông lòng quyền lính le leo lên đầu lấy lưỡi le lấy lọt lại leo lên lấy lại lính le leo lên đầu lấy lưỡi le lấy lọt lấy lọt lại leo lên lấy lại. Ông bực chưa bưởi cắm bừa đưa dư cái này là gì? Đuổi chuột. Ông bực chưa bưởi cắm bưởi đuổi chuột. Ông bực chưa bưởi cắm bừa đuổi chuột. Ông bực chưa bưởi cắm bưởi đuổi chuột. Ông bực chưa bưởi cắm bưởi đuổi chuột. Ông bực chưa bưởi cắm bừa đuổi chuột. Nhanh hơn. Hai con lồng rộng, một con lồng, một con rồng lộn, hai con lồng rộng. Nắng lẻ lên người lấy nước nấu lòng. Nắng lẻ lên người lấy nước nấu lòng. Nhanh hơn. Lẻ lên người lấy nước nấu lòng. Nắng lẻ lên người lấy nước nấu lòng. Em nói giỏi đúng không? Giỏi quá. Có lờ nhiều. Lấy lại. Không qua. Em đọc. Cho nên là em học vơ nói cho anh ngày mai à. Chứ không có cho cô nợ thêm một tháng nữa đâu. Thì đến thứ sáu là cô phải trả hết tiền nha. Ok. Thì em cũng đi chạy Grab đi. Cô Linh. Ở trong bản có. Em có sợ nói à? Đừng sợ. Chạy Grab thôi mà. Tại sao anh uống tiền của em à? Cái nữa. Hai đồng chí chưa có lấy nhau. Khi nào có giấy chứng nhận kết hôn thì ban này mới có thể ở qua đêm. Có nghĩa là bây giờ còn phải đi nhang nghỉ nữa hả? Cái đó không phải là chuyện của tôi. Rồi. Thật sự là sau một tuần làm việc căng thẳng thì lúc nào xem cái lớp học này mà cũng thấy rất là giải stress hết trơn á. Aluska, em đã qua Việt Nam được bao lâu rồi? Em ở đây sắp 6 năm rồi. 6 năm rồi? 6 năm rồi. Ai dạy tiếng Việt cho em ngày xưa vậy? Em tự học à. Tự học, ok. Không ai dạy cho em luôn? Không có, em là người tấn minh à. Thông minh đến nỗi là làm ra một cái tiếng Việt tấn minh là một cái tôn ngôn ngữ mới. Đúng rồi. Thôi bỏ qua đi con. 6 năm rồi đó, có một câu ở trên kia. Giờ em thử em đọc coi. Nhưng mà đọc nhanh lên coi. Nhanh lên hả? Ừ. Ok. Nắng lẹ lên người lay nước nâu lòng. Nở hơn. Nắng lẹ. Nắng lẹ lên người nàng lấy người nấu lòng. Hay. Em vô đọc thử coi nè. Nàng lê lên núi lấy nước nấu. Nàng lê lên núi lấy nước nấu làm. Nàng lê lên núi lấy. Nàng lê lên.
nàng muốn cắt lưỡi luôn. Nàng lên lên nuôi lấy nước nấu làm nàng lên lên nuôi lấy nước nấu làm nàng lên 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 nàng lê là giống như lê lên lên gì đó anh hiểu không? Rồi ngày hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là những chuyện dở khóc dở cười trong xưng hô ở Việt Nam. Khi mà mọi người học tiếng Việt á, mọi người có bao giờ gặp phải những cái khó khăn khi mà gặp những cái đại từ nhân xưng hay là những cái xưng hô như vậy không? Chắc chắn là có đúng không? Em có nè, có một lần là thì bởi vì lúc mà bắt đầu học tiếng Việt thì chỉ hiểu là học là anh và tôi và chị vậy thôi. Sau đó thì gặp một người Việt Nam mà họ mà biết cái từ cô có nghĩa là em gái của ba chẳng hạn, tức xưng cô hoài tới ba mình hết mà không hiểu là người này thì đang là cô của mình hay là người này đang gọi mình là cô hay là tưởng mình là em gái của ba hay là cái gì hết. Đúng mà không biết đang nói là tôi hay là bạn hay là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai thì khó, xưng hô Việt Nam nó khó. Nhưng mà giống như là ở Mỹ là chỉ có you and I đúng không? Đúng rồi. Ở Nam Phi... Tôi là gì? Tôi là mì. Anh ấy tên là Uom. Uom. Và phụ nữ tên là Tani. Nên là gọi chung vậy luôn. Là cứ gặp ai mà lớn hơn. Dạ đúng. Mà là phụ nữ là Tani. À. Và nam là Uom. 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 Là một cái đất nước rất là khó đấy mà có thể phát âm ngôn ngữ. Thật ra cách xưng hô ở bên Hàn thì nó gần y chang với bên Việt Nam là cũng có gì mợ mà dượng chú cô bác này. Là cũng có luôn. Tức là mở đều hết luôn, là giống nhau hết. Nhưng mà chỉ có một khác nhau là nhiều người thôi. Tức là ở bên Hàn thì ít người mà bên này thì nhiều người nên phải xưng hô rất là nhiều. Có những, không có là giống như là ví dụ là bằng tuổi thì kêu tên. Còn người lớn á, thì kêu là xưng hô là vị Việt Nam là nếu mà ba thì con. Còn nếu mà lớn vừa thôi thì em. Hay là quá lớn thì cháu. Nhưng mà Hàn Quốc thì như nhau thôi. Cho nên là có nghĩa là tôi em. Cho nên là tôi em. Tức là nó có thì có thể là xã hội đó thì nó có một cái cảm giác gia đình. Vậy thì mình sẽ gặp ai thì chị hay là cô hay gì đó nhưng mà vẫn xưng là tôi và bạn. Vẫn có vợ và tôi với bạn. Đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam và ở Campuchia là hai đất nước duy nhất trên trái đất mà thay không có từ tôi và bạn mà phải thay bằng cái những cái đại từ khác. Rồi khi Nam mới bắt đầu học tiếng Việt thì họ cứ hỏi là em gái của mẹ là gì, tự nhiên là Nam trả lời là gì thì họ bảo là đúng rồi là gì thì là gì và cứ nói thì là gì thôi về là em gái của mẹ là gì đúng nghĩa là gì không phải câu hỏi mà nó là một sentence, nó là một câu trả lời luôn, nó là một cái câu gọi là khẳng định luôn. Của mẹ là gì? Information luôn chứ đâu phải là câu bình nội. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem mà khi bà học tiếng Việt của chúng ta thì họ đã gặp những khó khăn gì. Đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Nếu em muốn hú hí với chị thì chúng ta phải gọi nhau bằng anh và em. Cái này là giống như là của Nam. Ở Hà Nội thì hú hí không phải là date nhưng mà là ABC chuyện của Nam lúc đó là khi mới bắt đầu học tiếng Việt, bắt đầu yêu một cô, một chị người Hà Nội hơn Nam 2 tuổi, cứ gọi nhau bằng chị và em. Cái đó là chuyện bình thường, là ở trong lớp thì họ bảo là già hơn mình hay là cao tuổi hơn mình nên gọi là chị, thì cứ gọi là chị thì bắt đầu yêu nhau. Và chị ấy bảo là lại là nếu em muốn hú hí kiểu là ABC với chị thì bắt buộc sẽ phải gọi là anh và em. Khi bắt đầu có cái chuyện ấy thì mặc dù là em là em vẫn trẻ hơn thì vẫn phải gọi là anh và em và chị, là cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là khi chuẩn bị làm cái chuyện ấy thì phải suy nghĩ là về cái đại từ, sử dụng đại từ như thế nào. Nếu thì sử dụng sai thì không có chuyện gì hết nữa. Xưng hô thì nó ảnh hưởng tới cảm xúc rất là nhiều ha. Đúng rồi. Rất là nhiều. Nó thì sai xưng hô một chút là
hết hứng liền ha. Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà đúng luôn, tại vì phụ nữ thường ta đâu thích gọi bằng chị đâu. Gọi bằng chị cảm giác đúng như rồi. Là ta sẽ bị lớn tuổi. Dạ, một là tên hay là bậc em. Thì bây giờ thì Nam biết rồi. Mà có vợ rồi thì là không cần quan tâm đến cây đó nữa. Thật tình là hỏi các cô gái ở Việt Nam, nếu như mà mình lỡ mà mình có quen một bạn nam nào đó nhỏ tuổi hơn mình, có muốn là được xưng em hay không? Hay là mình vẫn thích cái kiểu xưng chị hơn? Hạ Kiều Ngân. Thiệt ra thì cái khoảng thời gian đầu khi mà mình hẹn hò với bạn trai nhỏ tuổi hơn mình á, thì xưng hô là chị với em nghe nó cũng rất là thú vị. Thì cái việc mà chuyển từ chị em mà sang anh em á, mất một khoảng thời gian rất là dài. Và phải từ từ mới quen được với chuyện đó. Nhưng mà phải chuyển. Phải chuyển. Ừ. Bắt buộc phải chuyển. Đúng rồi. Không đi ra đường nó cảm giác khó xưng hô lắm. Giống như chị dắt em đi chơi vậy đó. Phụ nữ bên đây thì cũng hơi tức cái chỗ này nha. Khi mà giải thích với họ là bằng tiếng Việt Nam, là nếu mà có mối quan hệ nào mà nó lãng mạn mà nó nam nữ thì phải người nam phải xưng là anh là lớn hơn, còn người nữ là phải xưng em là nhỏ hơn, và họ tức. Tại sao lại phải vậy? Đó là do mindset, cái cách suy nghĩ của từng nước rồi từng quốc gia. Thật ra gần đây cũng một cái gọi là những câu chuyện mà là gì? Chào chị luôn. Ơi anh yêu em hả? Nghe nó rất là lạ đúng không? Nếu như mọi người nghe cái đó thì sẽ cảm thấy là hơi bị confused. Tại sao mà, chị ơi anh yêu em? Không lẽ là trong câu chuyện có tới 3 người là đúng không? Nếu như mà mình nghe không hiểu, tại vì đối với người ta nghe không hiểu, ta sẽ kiểu là tại sao có tới 3 đại từ nhân xưng, tới 3 con người ở trong đây là ơi, thật ra đó cái sự phức tạp ở đây đôi khi nó cũng tạo được cái sự thú vị trong mối quan hệ nữa. Cũng nhiều trường hợp mà muốn được gọi bằng là anh em hoặc là chị em thế này. Ví dụ mà nếu mà ban ngày thì bình thường thì trai là con trai, là con trai dắt đi chỗ này chỗ kia mà để chơi, rồi mua đồ là sắm đồ cho người yêu sắm đồ, như vậy thì anh em cũng được. Sở thích của Sa Trung ban đêm thì Sa Trung thì muốn vợ hoặc là người yêu là chủ động chăm, nói chung là mấy cái gì mà liên quan tới ban đêm là Sa Trung thích vợ chủ động, thú vị đó. Đó chị đó là xin chia như là sáng. Chị ơi, chị kéo, hôm nay thì chị ban đêm nay thì chị kéo ngựa dừng đi. Nguyên cũng giống như em ạ. Đại từ của tiếng Việt thì nó rất thú vị. Nó gắn kết với cái cảm xúc quá nhiều so với bất cứ con người nào khác. Đôi khi là mình cứ thay đổi xưng hô thôi là mình có cảm giác như mình đang có mấy mối tình vậy đó. Rồi bây giờ câu chuyện thứ hai. Ngỡ là ông, ai dè là anh. Cái này hiểu nhưng mà chưa hiểu lắm. Còn bây giờ câu chuyện này của ai? Em ạ. Như mọi người đã biết, em là người Bắc. Khi mà tụ họp gia đình là đi ăn cỗ hoặc là đi đến cái ngày mà mọi người phải tụ họp lại thì em rất là sợ. Tại vì khi mà gia phả dòng họ quá là đông mà mình vào mình không nhớ được hết mọi người, xong là con của mấy người đó và mình phải gọi bằng như thế nào. Những cái vài vế thì lúc đó là sinh hoạt. Đúng rồi, rất là khó. Nên khi mà em đi về quê mà có quá nhiều người á, em thì em đều nói một câu cháu chào mọi người ạ. Hôm đó là một bữa tiệc đại gia phả luôn. Nhiều người em không biết luôn. Lúc mà em đang đứng đấy thì có một người chị họ của em thì có vào nhắc em là ở bên một cái họ hàng bắn đại bác ở rất xa nữa thì có bây giờ mình vào thì mình gọi là mình chào là anh nhé. Sau lúc em vào trong cái văn phòng đấy thì em nhìn thấy mọi người, em đang định há mồm ra cháu chào ông thì chị họ em huých huých chào anh đi mình không biết chào thế nào luôn, bị ngượng mồm luôn. Tại vì lúc đầu mình gọi là ông, xong rồi cuối mình gọi là anh thì nó rất là sai á, rất là sai luôn. Rồi tóc bạc trắng hết luôn rồi. Đó, thế là cũng hơi bạc trắng. Cái này là còn dễ, tại vì em vẫn kiểu là vẫn gọi là anh được á. Chứ có nhiều người mà 70, 80 tuổi mà tự nhiên gặp mình cái kêu mình bằng anh hay bằng chú. Có. Có luôn. Không có đâu. Nãy anh kể là vai người lớn gọi là vai chú đúng không? Em không có, gọi bằng ông trẻ luôn nè. Ông trẻ? Ông trẻ. Em thì em không biết là gia đình em ở ngoài Bắc là còn một cái hệ phả, một cái quần thể ở ngoài đó nữa. Cho nên là mình thì mình cứ trong này thì mình là vai cháu, nhưng mà ra ngoài đó thì mình lại là vai ông trẻ. Thì mọi người biết rồi, ăn cơm thì là ăn cỗ thì là phải ăn chung mâm. Với lại vai đúng vai vế thì lúc đó là mình lên trên mình lên ra cao, mình ngồi đúng trên cái nôi toàn là các bậc bô lão. Tóc xõa râu hùm qua ngồi và gọi mình bằng kiểu cậu rồi chú rồi ông. Xong mới đầu thì mình không quen thì mình còn vợ ngại ngại, còn cháu như này như kia. Mà khi mà uống say vô rồi á, ê mày lấy cho cháu
Cháu vẫn vẫn đang là xưng cháu nhưng mà xưng ông được. Ê ê mày lấy cho cháu cái chai bia. Không, cái này là cái này phải explain cho mọi người hiểu là ở Việt Nam á, cái văn hóa của người Việt á là khi mà đại gia đình mà gọi là ăn cỗ, mà gọi là cỗ lớn á, là coi như là đại gia đình luôn. Thì khi mà ăn cỗ á là tùy bàn. Cái bàn thì tùy bàn thường là từ đầu là sẽ là bàn mà dành cho các gọi là bậc bô lão, là dàn ông. Xong bắt đầu xuống tới dàn cô, chú, rồi xuống tới cái dàn cháu chắc là nó sẽ là ngồi chung với nhau chứ không có được quyền ngồi tùm lum. Đúng rồi. Đúng vai vế, cấp bậc thứ bậc. Bảo là tại Bảo rất trẻ, trong khi đó là ngồi ở cái hạt cao nhất, toàn là những cái người mà năm phải xong mấy tuổi không mà nhưng mà phải ngồi. Ví dụ Bảo là con đầu lòng của con đầu lòng của con đầu lòng. Thấy không? Rồi thì ba thế hệ đúng không? Nhưng mà có con út của con út của con út chẳng hạn. Bảo vẫn sẽ là vai ông. Nhưng mà tuổi rất nhỏ. Như bây giờ đó thấy không, đó ngồi cao nhất là ông nè thấy không. Xuống tới cô chú nè, xuống tới cháu nè. Alo cháu. Ừ. Nhưng mà ví dụ như là, nhưng mà ví dụ như ở dưới vai cháu á, thì là 60 mấy tuổi, còn này vai ông là 20 mấy tuổi đi. À đó. Thì khi lúc đầu còn kiểu là ông cháu xưng là ông ơi, lấy cho cháu cái này xưng đúng. Nhưng mà lúc mà xỉn vô rồi thì tại thấy mình lớn tuổi hơn mà ê mày lấy cho cháu. Nam có cái chuyện hoặc là ngược lại với cái này. Ngày xưa thì cũng có một bạn gái Việt Nam và có bố. Và bố thì hơi dễ già nha. Và khi chia tay với vợ thì đi tìm bạn gái mới. Và bạn gái mới thì bằng tuổi Nam thì đáng lẽ là gọi nhau là bạn. Nhưng mà Nam là gọi bạn ấy bằng mẹ. Như vậy là tiếng Việt phải như vậy, không thay đổi được. Cái đó là mẹ kế đó. Đúng rồi, mẹ kế. Mẹ kế. Mà mẹ đó thì hơi tức giận vì chưa đến 30 tuổi, lúc đó chưa đến 30 tuổi mà con bằng tuổi bị mình gọi là mẹ. Phải đúng rồi, với ăn nói là phải có trước có sau, có trên có dưới. Em cũng giống như chuyện của Bảo Cun với cả Thùy Anh kể em với là bà trẻ luôn. Không, em phải là bà trẻ mà là em phải gọi những người 4 tuổi, 5 tuổi phải gọi bằng anh ấy ạ. Phải gọi bằng anh ấy ạ. Phải gọi bằng anh ấy ạ. À, là em gọi mấy đứa bé đó dạ bằng anh á, tại vì nó là con của bác em. À, em phải gọi bằng anh. Mỗi lần mà gọi như vậy em thấy rất là ngượng mồm, thì em lại xưng hô là chị với em lại. À, thì em bị la. À, thường á là tôi sẽ bỏ đi chỗ khác không nói chuyện với mấy đứa đấy luôn. Nhưng cho nó ngượng mồm á. Em thì rất thích chơi với em, con nít thì rất thích chơi với em, cho nên là em phải nói, nên em phải chơi với cả Tưng ơi, ông ơi, anh ơi, cứ vậy cứ vậy rất là khó chịu. Tại sao nó phải vậy ta? Phong tục không? Tập hóa. Phong tục văn hóa, vai vế rất là quan trọng. Thứ bậc trong gia đình nó cực kỳ quan trọng. Thôi bây giờ mình thử có một câu đố nha. Ông bà nội có hai người con trai. Cháu ngoại của người con trai thứ nhất sẽ gọi con trai của người con trai thứ hai là cái gì? Mình đã xa lắc đầu lắm rồi. Đây nè. Ông bà nội có hai người con trai. Ông bà nội cháu ngoại của con sẽ có hai người con trai. Hả? Thì cháu ngoại của người con trai thứ nhất sẽ gọi con trai của người con trai thứ hai là gì? À, sẽ gọi là em chứ. Em chú. Em. Em. Là chú. Em. Cậu. Em chứ. I agree. Cậu. Chú. Châu. Cậu. Chú. Chồng. Chú. Chồng ngoại. Bây giờ ai nói là em? Em mà giơ tay bất chấp luôn à, biết lẽ. Ai nói là chú? Chú. Rồi ai nói là cậu? Hả? Bây giờ thử suy nghĩ thêm chút xíu nữa đi. Rồi là cháu ngoại là đúng rồi. Đây là hai con trai này. Đây là hai con. Còn đây là hai con trai. À, ví dụ đây là hai con trai. Hai con trai. Có hai con trai. Cái gì? Cái gì dưỡng nữa? Dưỡng. Không phải là dưỡng được. Đây ba bây giờ rồi, ba bậc rồi. Luôn luôn có những cái bậc này là mình bắt đầu mình phải kiếm đội hình. Người, phải kiếm đội hình ra đây. Okay. Hai người con trai đi, hai người con trai đây. Nè. Đây là người con trai cả. Phải đề bài đi. Đây là người con trai thứ hai. Thứ hai. Bây giờ người con trai cả sẽ có một người con gái. Đây, con gái. Con gái. Một bậc xuống, một bậc xuống. Đây đúng rồi. Rồi bây giờ qua đây, làm con trai đi. Làm con trai của bố đây. Mẹ. Chạy của bố à? Chạy của bố. Rồi, câu hỏi đặt ra là Đạt sẽ gọi Kiệt là gì? Cậu đúng không? Là chú. Là chú. Cậu. Cậu. Em. Đúng rồi, cậu. Em phải gọi là cậu. Cậu. Phải gọi là cậu. Là chị em. Tại vì bên ngoại mà. Cậu đúng rồi, bên ngoại là cậu. Gọi là bên ngoại. Em không biết chuyện gì mới xảy ra luôn á. Em không cần quan tâm. Từ
tôi đố chương trình để phụ đề tiếng Anh của cái không thể. Không hiểu luôn. Phụ đề tiếng Anh à? Không hiểu luôn. Không thể. Không thể. Sao sao? Sao lại là cậu được trời? Sao đây em? Ồ, con bé nó chưa biết luôn kìa, nó chưa hiểu luôn kìa. Cậu. Em không hiểu tại sao là cậu luôn. Vậy về đây. Vậy bây giờ em gọi bên kia hiểu chưa? Em của mẹ là gì? Cậu. Thì đó. Ryan hiểu không Ryan? Nếu mà muốn hiểu rõ hơn thì bây giờ đẻ y chang đội hình nãy là hiểu liền. Mấy chục năm nữa mới hiểu. Loạn rồi đó thấy không? Về ráng tìm hiểu lại đi nha em. Okay. Hiểu không? Mọi người hiểu chưa? Bên kia lâu lắm mới hiểu đó. Không hiểu. Không hiểu đâu. Không hiểu đâu. Bên đây còn có loạn mà. Nói chung là cậu là em của mẹ. Còn chú là em của bố. Ok. Đó. Đó cho nên phải gọi là cậu. Khó quá, bỏ quá. Mà có mấy câu chuyện mà đau đầu quá nè. Câu chuyện tiếp tục coi. Không biết là nên xưng hô sao cho đúng. Thượng sách là ở nhà nghỉ ngơi. Hợp lý. Lý, ngồi ở chỗ khác á, ngồi lại chỗ khác luôn anh. Thượng sách là coi như là cái sách tuyệt diệu nhất. Trong rất là nhiều sách. cái trên kế. Sách, thượng sách hiểu. Thượng sách là cao nhất. Thượng là cao. Là ở nhà nghỉ ngơi. Câu chuyện này là của ai? Của Sejun. Sejun đó. Gia đình vợ đúng không? Cái chuyện này thì cái lúc trước mà tiếng Việt của Sejun là quá tệ. Và mỗi lần về quê vợ là Sejun gặp bố. Rồi xưng bố là bố. Nhưng mà xưng mình là em. Bố với em ạ. Bố với em luôn. Xưng mẹ là chị. Nhưng mà xưng Sejun là cháu. Rồi nói chung là nó xưng hết tùm lum hết. Tại vì em chào bố. Cháu chào chị. Nó không biết xưng sao. Lúc đó thì Sejun cũng biết là cách xưng hô theo giao phả của Việt Nam. Tại vì theo giao phả Việt Nam và Hàn Quốc là cùng còn y chang, rất là y chang hết. Nhưng mà chỉ là nói chung là nó khó xưng, là mỗi lần gặp là nó hơi bối rối nên khó xưng. Rồi bố mẹ la không? Bố mẹ không la, bố mẹ thích chứ. Bố mẹ thích. Thích được gọi bằng là anh và chị mà. Bởi vì họ cũng thông cảm, họ hiểu là người nước ngoài không biết xưng hô. Yeah. Cứ ở nhà thì cứ nhiều người qua và không biết là ai. Và tại vì nhà vợ là có nam anh em, với lại cũng hơn 10 cháu, cũng có nhiều bà ngoại và có mấy bà ngoại và ông nội và chú có nhiều lắm. Không biết ai là ai và mối quan hệ giữa Sejun là nó như thế nào cũng không biết. Không biết xưng hô như thế nào hết trơn. Nói chung với là đối đúng không? Thật ra sợ nhất là sinh ra cho một gia đình nào mà ông nội của mình đâu có khoảng 5-6 người là chị em. Đó là cảm giác là căng thẳng nhất. Tại vì tới lúc đời mình đời thứ ba rồi là bắt đầu là hoang mang và bình thường. Đó bà xã trời của anh này. Bà xã có hai vợ một lúc á. Bà xã anh có hai vợ là đa thê. Ông nội ông nội của vợ là đa thê. Vợ má lớn là người Tiều. Còn má nhỏ là người Việt. Má lớn thì xưng hô một kiểu, còn má nhỏ là xưng hô kiểu khác. Mỗi má là 10 con. Cho nên là tới đời thứ ba thì nó cũng khá là phức tạp. Rồi nhà đó mà tới Tết là vui lắm ha. Nội mà tiền lì xì không là cũng chắc là mọi người cùng có kinh nghiệm mà giống Sejun là nếu mà ở nhà tới như vậy thì nó cách xưng hô như thế nào thì cũng không biết nên cứ nhiều. Tại nói chung là không muốn ở ngoài, tại ở ngoài là cứ gặp hoài. Tức là về nhà rồi nghỉ ngơi là cũng gặp một khó khăn hơn nữa là nhiều người là cứ qua nhà. Rồi uống trà hỏi thăm em là ai và đây là con của chú đây là chú của bố và con của chú của bố này. Rồi thế này vòng mới đúng rồi, rầm gần 100 người qua một nhà rồi hỏi không nhưng mà cái này là thông cảm được cho mấy bạn nước ngoài. Nhưng mà còn giống như là ở Vanessa hay là Brian đi, là người Việt nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Mỹ, có bị bắt buộc là phải xưng hô giống như là ở Việt Nam hay không? Mẹ của Vanessa dạy Vanessa là nếu mà không biết á, cứ gọi bằng cô đi. Người ta giống như vui vẻ là họ trẻ, tại vì đa số phụ nữ thích trẻ. Nếu mà thấy mà lớn tuổi quá thì xin bằng bác. Mà người ta cũng thông cảm điều đó. Chỉ có một chuyện vui là lúc khi Vanessa ra ngoài đường á, nếu mà thấy ai mà giống như mấy ông già mà dê Vanessa sẽ gọi dạ cảm ơn ông. Yeah. Là sốc một chút thôi. Brian thì sao? Brian thì thấy trong gia đình và người quen biết mình thì họ sẽ thông cảm khi mình không có xưng đúng. Nhưng mà cũng có mấy trường hợp mà người ta thấy mình là người Việt nhưng mà mình không có, họ sẽ không có thông cảm cho mình á. Tại vì mình, trong khi mình là ví dụ mình người Hàn Quốc
thì họ sẽ hiểu rõ ràng là ok, người này á là họ không phải người Việt nên mình sẽ luôn thông cảm cho họ. Nhưng mà người Việt mà nước ngoài á thì cũng có mấy lúc mà họ thấy mình giống như là mất gốc, coi thường mình á, hoặc là mất gốc hay gì đó. Thế còn Uchi, sao Uchi là ở Việt Nam lâu lắm rồi nè? Em thì xưng hô thì trước giờ không có lộn xộn, nhưng mà em kêu xưng hô rất là đúng luôn, không có sai gì cả. Nhưng mà nhiều khi em nói ngược, ví dụ như là hôm vừa rồi em qua Hà Nội đi quay một ông khoảng hơn 60 tuổi, mình phải gọi là bác đúng không, cháu và bác. Nhưng mà lúc mà quay thì mình nói nhầm là cháu ơi cho bác hỏi, cháu ơi cho bác hỏi. Xong kiểu 10 giây cười quá trời luôn. Xong rồi xin lỗi chú, tại vì con người Hàn Quốc và hay nói nhầm, xin lỗi. Thì thấy bác cũng rất là dễ thương và cũng không sao cả, cười và quay tiếp thôi. Mọi ngôn ngữ trên thế giới là nó xưng hô dựa trên ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, ai đang nói. Đang nói với ai, đang nói về ai, đúng không? Nhưng mà đặc biệt cái xưng hô Việt Nam nó dựa trên cái mối quan hệ, phải nhớ chính xác. Quan trọng là mình có mối quan hệ gì với người đó. Mà chưa kể Việt Nam là cứ mỗi vùng miền đôi khi là cái từ đó lại biến chuyển chút xíu nữa. Giống như là ở Bắc là bố mẹ ha, xong rồi ở miền Nam gọi là má. Ba má. Miền Tây là cha đó, rồi còn tía, rồi thầy, rồi tía. Đó, trên Cà Mau anh chị là mấy ché mấy hia. Cà Mau về Cà Mau là mấy ché với mấy hia hết. Đó, ở coi như là mỗi vùng miền lại có những cái từ khác nhau nữa. Và cái thời đại nữa. Đó. Hồi xưa nó sẽ khác so với bây giờ. Có mà để Ben hỏi là cái xưng ông bác với bà khác như nào, tới bây giờ Ben vẫn ngại khi gặp người già mình không biết gọi là ông hoặc là bác hoặc là bà. Ông là hoặc thường là vai vế lớn hơn bác. Bác là cùng lứa với lại bố. Bác là nhỏ tuổi hơn bố là chú rồi. Nhỏ tuổi hơn bố là chú. Không phải bằng tuổi bố mình là mình gọi bằng chú hả? Đúng. Nhỏ hơn bố. Còn bác chú là lớn là hơn. Nhỏ hơn bố. Nhưng mà làm mình sẽ nhìn rồi đoán. Mình nhìn mặt đó. Hay là hỏi. Đoán thôi. Nhưng mà ý của em đang nói về gặp người lạ hay là gặp người trong gia đình? Cả hai. Người trong gia đình thì phải hỏi. Phải hỏi cụ thể là bởi vì cái này có khi là cái tuổi nó sẽ khác so với mình tưởng. Thì phải hỏi. Còn nếu mà người lạ thì người lạ thì cứ tầm từ 30 tới 40 thì cứ gọi là chú. Từ 45 cho đến 55 thì gọi là bác. Không, nhưng mà so với tuổi mình. So với tuổi của mình nữa nha. 30. So với tuổi của mình á. Đây là mặt không hiểu còn trước, không hiểu hơn trước khi hỏi đây nè. Hỏi xong rồi là mặt càng không hiểu nè. 80-90 thì ông 80 chứ. Ông là bác luôn á. Bác, ông là đúng rồi. Ông ác liền. Brian không có chắc á là gọi bằng chú để sau đó nói là nếu mà người ta nói là gọi bác bằng bác thì nói tại vì bác nhìn trẻ quá. Đúng. Tin á, giới tin á hay gọi bạn thân là thằng ông nội nữa. Thằng ông nội nữa. Hiểu không? Thằng ông nội đó. Người yêu cũng hay nói thằng ông nội. Hay là cái bà đó, hay là chế đó, hay là thế đó. Còn có tiếng Long nữa. Không, nhưng mà đó là chính là cái sự thú vị trong ngôn ngữ của tiếng Việt. Đúng rồi. Ta nói là không ba bảo tám không bằng ngữ pháp tiếng Việt là vậy đó. Đúng rồi. Cái đó là chưa nói đến vấn đề tông độ nữa. Chẳng hạn như mẹ là đã chuyển qua một cái khác rồi. Là má là đã chuyển qua một cái khác rồi. Khác hoàn toàn luôn ấy. Hiểu không? Là một cái vấn đề khác nữa. Ok. Got it. Ok, câu chuyện tiếp theo. Đừng gọi tao là chú vì tao đâu có cưới cô của mày. Hiểu đúng. Cái này là của ai? Như người nắm lớn hơn tuổi em. Không thích khi con gái đẹp nói uông cho anh ai, bởi vì anh muốn không muốn già hơn. Đó, nó giống như là đứng kêu bằng chú, kêu bằng anh đi. Cho nó trẻ. Và anh ấy thích rồi. Anh không là chú, bởi vì anh không cười cô của em. Vậy thì cái anh đó thì cũng thấy em đẹp, thấy thích em chút thì nói là kêu bằng anh đi. Đứng kêu bằng chú cho nó già. Đó, đúng không? Cái đó cũng đúng. Đến giờ mình đang nói về trong gia đình nhiều đúng không? Nhưng mà khi mình đi làm thì nghiễm nhiên là không biết các bạn ở đây có thấy không, vì mình sẽ gọi tất cả những cái người đàn ông
mà hơn tuổi mình là anh. Đúng chứ rồi. Không gọi bằng chú nữa. Đúng rồi. Thì đúng rồi. Cái đó cũng là một cái mà không biết là các bạn nước ngoài có thấy không, tức là kể cả người đó có hơn mình 30 tuổi mới gọi là anh, nên nhiều khi nó rất là ngại. Mà đến khi mà người đó qua cái mốc mà nghỉ hưu một cái thì thành chú. Tức là trước khi nghỉ hưu thì là anh, sau khi nghỉ hưu thì thành chú. Yeah. Chị cũng vậy, chị và cô. Nói chung là ở mối quan hệ xã hội thì sẽ anh và chị thì nhiều hơn. Thì như là mình gặp sếp của mình thì mình gọi là anh. Mà đôi khi con của sếp cũng bằng gần bằng tuổi mình, mình gọi là em. Đúng rồi. Kiểu vậy đó. Đó đó. Cho nên đôi khi là cái vai vế nó không nằm ở cái độ tuổi, mà vai vế nó đúng nghĩa là nó nằm ở cái vị trí của người ta đối với mình là như thế nào. Nếu như cái vị trí của người ta cao hơn mình thì dù trong gia đình hay xã hội mình vẫn thường hay suy ngờ bằng anh hoặc là chú hay là như thế nào đó. Ngôn ngữ nó định hình cái trí não con người ấy. Con người Việt Nam ấy thì nó rất là dễ, rất là hay đánh giá người khác. Tại vì cái việc cái thói quen mà mình làm hàng ngày, từng phút hay là từng giờ một là mình nhìn một người mình phải đánh giá người đó là người này hơn tuổi mình, kém tuổi đúng mình, vai vế như thế nào, xã hội trong xã hội sẽ là lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình để mình chọn cái cách xưng hô. Cách xưng hô nó sẽ tạo ra cái mối quan hệ. Đúng rồi. Có những cái trường hợp cũng quái âm lắm, giống như là bây giờ là ở đây nhiều thầy cô giáo đúng không? Mà vô lớp dạy mà giống như là có học trò đâu đó tầm 60-70 tuổi đó mà người ta vẫn phải gọi mình là thầy, là cô, chứ tao phải gọi mình là con, là cháu đâu. Người ta vẫn gọi là thầy ơi chỉ cho em cái này. Người ta không có xưng con, người ta xưng em. Xưng em. Đó là ngày xưa khi ở Séc dạy tiếng Séc cho người Việt Nam. Ở đó cái cộng đồng Việt Nam khá là đông người. Và lúc đó thì chưa nói tiếng Việt nhiều, nhưng mà có một bà học sinh khoảng 70 tuổi cách đây 10 năm. Và bà ấy bảo là bây giờ là bắt buộc phải gọi là thầy và em. Đúng rồi. Thì năm nay bà ấy chắc hơn 80 tuổi rồi. Nhưng mà khi nào gặp nhau thì Nam phải gọi bà ấy là em. Và như thế thì thấy hơi lạ. Nhưng mà bà ấy thì vẫn đưa hoa quả cho Nam. Vì Nam là thầy giáo thì cái đó sướng quá. Hoặc là thầy gì mà, hoặc là thầy với em, hoặc là thầy với tôi. Ryan. Phức tạp hơn thôi. Càng phức tạp hơn luôn á. Và 80-90 tuổi mà phải gọi bà đó bằng em thì rất là lạ luôn á. Tại vì mình là thầy mà. Nhưng mà em thấy là xưng hô của anh Trọng nhưng mà cuối của anh Trọng giống như là hồi xưa em đi học, là lần đầu tiên đi học. Thì đó thì học tiếng Việt mới được có 3-4 tháng thôi à. Nhưng mà em dùng cái từ cô thoại này nọ là từ sát. Đây là hỏi cô. Cô kêu là Cô Sơn ơi qua đây. Ok qua. Con làm cái này hả? Đúng rồi, tại vì bên sát không có ả, nên là đúng rồi. Xong cô kiểu, đúng rồi cô. Xong em làm cái này hả? Xong em không nghe. Xong em nói là, nói cái gì hả? Nói cái gì hả? Chứ em không có cô, nói gì cô thì mới đúng. Nhưng mà đúng thì em chỉ biết là xưng hô như thế nào. Nhưng mà cái khúc cuối là không có ả, nên là làm cho cô thấy cô rất là không có thoải mái. Đúng rồi. Ở Việt Nam là phải có kính ngữ. Đúng rồi. Xong Hàn Quốc cũng có kiểu rất là bất ngờ luôn. Thẳng thắn mà nói ra là ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta khá là phức tạp, và đặc biệt liên quan tới cái đại từ nhân xưng như vậy. Nhưng mà chính vì cái điều đó nó mới tạo ra cái sự thú vị của ngôn ngữ, tạo cái sự phong phú của ngôn ngữ của chúng ta, và chúng ta biết được cụ thể rằng là người nào phải cần xưng hô như thế nào. Thì đây chỉ cần là đem một cái bản gia phả ra, hoặc là ngồi một ngày lại với nhau, ngồi kể coi là chồng của chú, là vợ của chú hay là chồng của cô là gì, là tự động mình sẽ hiểu ra được thôi. Và bây giờ mình ghi nhớ được cái đó thì nó sẽ rất là dễ. Nó rất là sáng tạo. Đó là cái chuyện rất là sáng tạo của tiếng Việt. Yeah. Bởi vì mình có thể phát triển cái mối quan hệ, hay là mình có thể diễn tả cái cảm xúc của mình. Yeah. Chỉ bằng đổi một cái từ xưng hô thôi. Yeah. Chứ còn ở nước ngoài chỉ có you and me. Mỗi văn hóa đều sẽ có một cái sự khác biệt riêng của mình. Và quan trọng là khi mà chúng ta đến một cái đất nước nào đó, chúng ta tiếp nhận cái văn hóa đó với một cái tinh thần tích cực và cầu thị, thì mọi người đó là cái điều tốt nhất, đúng không ạ? Chúc các bạn cô ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.